Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ hối thúc các đối tác cung cấp thêm tên lửa Patriot cho Ukraine. Cập nhật từ Thông tấn xã Việt Nam ngày 30 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông đã khuyến khích các quốc gia đối tác sở hữu hệ thống tên lửa Patriot gửi loại vũ khí phòng không này cho Ukraine trong bối cảnh Kiev kêu gọi cung cấp thêm năng lực phòng không. Cụ thể, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Bộ trưởng Austin lưu ý ông đã trao đổi với lãnh đạo một số quốc gia về vấn đề trên, song không nêu tên cụ thể. Nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu-EU sở hữu các hệ thống tên lửa phòng không Patriot bao gồm Tây Ban Nha, Hy Lạp, Đức, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển. Trong thông điệp gửi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hồi đầu tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần thêm tối thiểu 7 hệ thống Patriot hoặc hệ thống phòng không cao cấp khác, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev. Cũng trong ngày 30 tháng 4, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre thông báo Oslo sẽ tăng cường viện trợ quân sự và dân sự cho Kiev trong năm 2024 thêm 7 tỷ kroner, 633 triệu USD lên mức tổng cộng 22 tỷ kroner, tương đương 2 tỷ USD. Khoản tiền bổ sung sẽ được chuyển từ gói 75 tỷ kroner mà quốc gia vùng Scandinavia đã cam kết với Ukraine trong giai đoạn 2023-2027 về viện trợ quân sự và dân sự. Cam kết này hiện không có bất kỳ thay đổi nào. Trả lời họp báo sau cuộc gặp các nhà lãnh đạo phe đối lập để đảm bảo sự đồng thuận rộng rãi về viện trợ, Thủ tướng Støre nhấn mạnh tăng cường viện trợ là vấn đề sống còn đối với Na Uy và đây cũng là vấn đề về an ninh, ổn định ở châu Âu cũng như Na Uy. Trong số 7 tỷ kroner sẽ được chuyển cho Ukraine, Na Uy sẽ dành hơn 6 tỷ kroner cho viện trợ quân sự, chủ yếu là phòng không và đạn dược. Mỹ xem xét cử thêm cố vấn quân sự tới Ukraine. Mỹ đang xem xét gửi thêm cố vấn quân sự tới Đại sứ quán nước này ở Kiev trong bối cảnh Nga dường như có ý định tăng cường các hoạt động tấn công ở Ukraine, dẫn lời 4 quan chức Mỹ giấu tên quen thuộc với vấn đề này. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ tờ Politico, lực lượng bổ sung sẽ chủ yếu làm nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần và giám sát vũ khí mà Mỹ gửi đến Ukraine. Họ cũng sẽ hỗ trợ quân đội Ukraine bảo trì vũ khí. Hiện chưa có xác nhận về việc Mỹ sẽ gửi thêm bao nhiêu cố vấn tới Ukraine, song hai quan chức tiết lộ con số có thể lên tới 60. Trong một tuyên bố với trang tin Business Insider, Thiếu tướng Patrick Ryder, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết, trong cuộc xung đột này, Bộ Quốc phòng Mỹ luôn xem xét và điều chỉnh sự hiện diện của binh sĩ tại Ukraine dựa trên diễn biến của các điều kiện an ninh. Chúng tôi đang xem xét gửi một số cố vấn bổ sung để tăng cường cho Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, ODC tại Đại sứ quán. ODC thực hiện nhiều nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ phi chiến đấu. Đơn vị này được đặt trong Đại sứ quán Mỹ. Về phần mình, Nga luôn cảnh báo phương Tây không đưa quân tới Ukraine. Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 nói rằng không loại trừ khả năng việc gửi lực lượng mặt đất của NATO tới Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ quan điểm của mình, nói rằng hậu quả có thể bị thảm. Thông tin về việc cân nhắc bổ sung lực lượng quân sự tới Ukraine được công bố trong bối cảnh Hạ viện Mỹ ngày 20 tháng 4 đã thông qua dự luật gửi hơn 60 tỷ USD viện trợ bổ sung cho Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết trong một bản báo cáo cập nhật về cuộc xung đột rằng Nga giờ đây có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine nhằm tận dụng tối đa điều kiện thời tiết khô hạn bất thường vào mùa xuân và tình trạng thiếu hụt vũ khí kéo dài của Ukraine. Báo cáo nêu rõ, Bộ Chỉ huy quân sự Nga có thể sẽ tăng cường các hoạt động tấn công cũng như các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái để tạo ra những tác động đáng kể lên tiền tuyến mà chắc chắn sẽ khó đạt được hơn khi Ukraine có vũ khí đầy đủ. Viện Nghiên cứu Chiến tranh chỉ ra Nga có thể sẽ nhắm mục tiêu vào các khu vực mà hệ thống phòng thủ của Ukraine có vẻ tương đối bất ổn như phía Tây Avdiivka hoặc gần Chasivja thuộc khu vực Donetsk. Viện trợ vũ khí của Mỹ lại chảy tới Ukraine chỉ trong vài ngày. Các quan chức Mỹ cho biết các chuyến hàng vũ khí của nước này có thể sớm chảy trở lại Ukraine ngay sau khi gói viện trợ bị đình trệ từ lâu được Hạ viện thông qua ngày 20 tháng 4 và Tổng thống Joe Biden nhanh chóng ký thành luật sau thủ tục phê chuẩn ở Thượng viện. Vũ khí từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc ở Đức sẽ được vận chuyển nhanh chóng bằng đường sắt đến biên giới Ukraine. Suốt nhiều tháng, giới chức Ukraine đã phàn nàn rằng bế tắc chính trị tại Quốc hội Mỹ đã gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược với họ trong cuộc chiến chống Nga. Quân đội Ukraine ở tiền tuyến đã phải phân chia khẩu phần đạn pháo và nhuệ khí bị ảnh hưởng nặng nề, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.
Các quan chức Mỹ chưa nói rõ loại vũ khí nào sẽ được gửi tới Kiev theo gói viện trợ mới, nhưng Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói với các phóng viên hôm 19 tháng 4 rằng có thể sẽ có thêm nhiều loại vũ khí phòng không và pháo binh. Tướng Ryder cho biết, chúng tôi có một mạng lưới hậu cần rất mạnh mẽ, cho phép chúng tôi di chuyển vật chất rất nhanh như chúng tôi đã làm trước đây. Chúng tôi có thể chuyển vũ khí trong vòng vài ngày. Ông Ryder nói thêm, việc vận chuyển viện trợ quân sự từ Mỹ bằng máy bay chở hàng và tàu biển thường được điều phối từ Tổng hành dinh Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ, đặt ở vùng nông thôn Illinois, nơi duy trì cơ sở dữ liệu rộng lớn về các cảng hàng hóa, đường sắt và đường bộ có thể được sử dụng bởi các phương tiện vận tải quân sự và dân sự trên khắp thế giới. Tuy nhiên, vũ khí và đạn dược gửi đến Ukraine thường được lấy từ tài sản của Lầu Năm Góc ở châu Âu, với các chuyến hàng được điều phối bởi một tổ chức được thành lập vào cuối năm 2022, có tên là Nhóm Hỗ trợ An ninh Ukraine, có trụ sở tại Đức và hoạt động trong Bộ Tư lệnh châu Âu của Lầu Năm Góc. Nhóm này có một đội ngũ nhân viên khoảng 300 người. Kể từ tháng 8 năm 2021, các nhà lãnh đạo quân sự đã gửi cho Ukraine 55 gói viện trợ vũ khí theo cơ chế DPA, quyền rút vốn của Tổng thống, bao gồm các phương tiện, đạn dược, máy bay không người lái và các thiết bị khác trị giá ít nhất 26,3 tỷ USD. Các gói viện trợ thường được cung cấp 2 lần một tháng sau khi xung đột với Nga bùng nổ vào tháng 2 năm 2022 đã bị chậm lại đáng kể vào mùa thu năm ngoái do một số đảng viên Cộng hòa phản đối gay gắt việc gửi thêm viện trợ cho Kiev. Tại sao gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine là tin xấu với Nga? Theo thông tin từ báo tin tức, bất chấp sự phản đối đáng kể, Hạ viện Mỹ mới đây đã bỏ phiếu thông qua dự luật gửi 60,8 tỷ USD cho Ukraine với tỷ lệ 311 trên 112. Hơn 23 tỷ USD trong số đó sẽ được sử dụng để bổ sung vũ khí vào kho dự trữ do Mỹ cung cấp. 13,8 tỷ USD sẽ trang trải chi phí cho các hệ thống vũ khí tiên tiến. Dự luật sẽ được chuyển tới Thượng viện, nơi lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu. Phát biểu sau khi gói viện trợ được thông qua tại Hạ viện Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hàng chục tỷ USD viện trợ mới sẽ củng cố lực lượng vũ trang nước này và tạo cơ hội chiến thắng cho Kiev. Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi ông cảnh báo rằng việc không có thêm viện trợ từ Mỹ có nghĩa là Nga sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến vừa bước sang năm thứ ba. Như vậy, khi khoản viện trợ đó được thông qua, các vũ khí và trang thiết bị Mỹ cung cấp tiếp theo có thể giúp Ukraine phòng thủ trước ưu thế pháo binh của Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quan trọng bị bắn phá trong những tuần gần đây. Do đó, việc phân bổ 61 tỷ USD cho Ukraine là một vấn đề đã được giải quyết trên thực tế và không phải là tin tốt với Nga. Mỹ với nguồn cung lớn của mình sẽ nhanh chóng bù đắp một phần tình trạng thiếu thiết bị và đạn dược hiện có của lực lượng vũ trang Ukraine. Sau đó, tình trạng thiếu nhân sự trong quân đội Ukraine sẽ không còn trầm trọng như hiện nay. Cùng với đó, Mỹ có thể tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí có độ chính xác cao, uy lực và tầm xa để họ có thể tấn công vào khu vực hậu cứ của quân đội Nga. Mỹ cũng có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa ATAC-MS có tầm bắn 300 km vì Lầu Năm Góc có sẵn hàng nghìn loại vũ khí như vậy. Nếu điều này xảy ra, toàn bộ bán đảo Crimea, bao gồm cả cây cầu kết nối Crimea với đất liền Nga, sẽ bị đe dọa tấn công. Ngoài ra, các cơ sở quan trọng ở những khu vực khác của Nga sẽ gặp nguy hiểm, ví dụ các sân bay Taganrog Central, JX và Baltimore, tỉnh Voronezh. Ngoài ra, có khả năng Ukraine sẽ nhận được một lượng đạn đáng kể cho các hệ thống tên lửa phóng loạt M270, MLRS và M142 HIMARS, cũng như các loại tương tự, bao gồm bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB có tầm bắn 150 km, cũng không thể loại trừ việc cung cấp hàng trăm xe tăng M1 Abrams, nhiều loại xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh và các loại xe bánh xích và bánh lốp khác. Hơn nữa, khả năng Washington sẽ chuyển giao cho Kiev một số máy bay chiến đấu F-16, vấn đề chuyển giao cho Ukraine một số tên lửa hành trình không đối đất AGM-158A, JASM thế hệ cũ, tầm bắn lên tới 370 km và AGM-158B, JASM-R hiện đại với tầm bắn lên tới 980 km, vấn đề ngỏ. Chính vì những lý do trên, Nga đã cảnh báo sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đang kéo Washington vào thất bại. Theo Reuters, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, việc Washington ngày càng lún sâu hơn vào cuộc chiến sẽ trở thành một thất bại đối với Mỹ như ở Afghanistan. Tờ Politico dẫn lời phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhấn mạnh rằng gói viện trợ của Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc Kiev sẽ hoạt động lâu hơn một chút. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.